Hello, chào các bạn đến với kênh YouTube Dog Weather Việt Nam. Thì như mọi người được biết thì là phân biệt một chú chó thuần chủng thì cơ bản là nó phải dựa vào nguồn gốc, giống gen và tập tính của một loài của một con chó. Ngoài ra thì ở trên thị trường thì chúng ta có thể xem dựa vào phả của con chó. Đó thì chúng ta mới biết là chó có thuần chủng hay không. Nhưng mà đối với dòng chó Rottweiler chung thì đối với con đực thì nó sẽ nặng tầm khoảng từ 50 đến 60 kg, còn con cái thì nó sẽ nặng tầm khoảng 35 đến 48 kg, còn cao đối với đực thì nó rơi vào tầm khoảng 61 đến 69 cm. Đó, còn đối với cái thì nó rơi vào 56-63 cm. Đối với dòng Rottweiler thì nó chỉ có hai màu là màu đen và màu nâu đen các bác nhé. Đó, dòng Rottweiler này thì tuổi thọ của nó tầm khoảng 8 đến 10 năm. Đó, thì về nguồn gốc của dòng chó Rottweiler này thì nó xuất phát từ Đức. Rottweiler thì nó còn có một tên gọi là Rott hoặc là Rotti. Đó, nó được người Đức sử dụng để sử dụng vào cái mục đích là chăn gia súc, gia cầm, nhưng thường được huấn luyện để trở thành một chú chó nghiệp vụ tương đối là tốt, do cái tập tính của chúng ấy là bản thân chúng có một cái khả năng chiến đấu cực kỳ tốt và có cái khả năng chịu đựng được các vết thương. Đối với Rốt thì nó rất là khỏe, thông minh, dù nhìn về ngoài được to xác và dữ dằn nhưng thực ra chúng rất là vâng lời các bác nhé. Đó, các bác nhìn thì biết đó, nên là để người ta để sử dụng để bảo vệ dòng chó Rottweiler này thì nó có một cái tính chất là điềm tĩnh rất là tốt. Đó, Rottweiler thì nó là một dòng chó mạnh mẽ và nó có một thói quen sống bầy đàn rồi, và nó có bản năng là bảo vệ cái lãnh thổ, và cái đặc tính chung của chúng nó là như thế. Đó, nên là cần phải có những con người mà huấn luyện nó một cách bài bản để có thể đưa dòng tốt quen thơ này mới khai thác được hết những cái tập tính của chúng các bác nhé. Đó, các bác nhìn nhé. Đó, thì trên thị trường thì nó chỉ có hai dòng mọi người hay gọi, đó là Rottweiler xe đại và dòng Rottweiler. Thì thực ra đấy là tên gọi của mọi người, cách gọi của mọi người thôi, chứ Rottweiler thì nó chỉ có một dòng thôi, còn quan trọng là dòng chó thuần chủng hay không thuần chủng. Đó, đối với dòng chó không thuần chủng ấy thì các bác có thể là do dòng chó Rốt lai tạp với rất nhiều dòng chó khác, hoặc là người Trung Quốc họ sử dụng cái dòng chó mọi người hay gọi là chó mặt nhăn ấy. Đó, thì nó có cân nặng nó tới tầm khoảng 80-90 kg chuyện đối với con chó đó, nhưng mà mặt nó nhăn và cái đặc tính của chúng thì nó không thuần chất như dòng chó Rốt này của Đức nhé. Còn dòng chó Rốt của Đức thì nó có cái tính cách điềm tĩnh tương đối là tốt. Đó, các bác nhìn chưa, nó đang đập hít mồi các bác nhé. Các bác nhìn nhá, cái đuôi của nó thì đang ve vẩy rất điềm tĩnh, nhìn ngắm cái mồi ở bên trong. Đó, các bác theo dõi kỹ video để các bác sẽ thấy. Các bác nhìn chưa, đối với dòng chó này thì mọi người hay nhìn đấy, ở trên thị trường hay là trên những cái video thì nó có hai dòng, một là người ta nuôi người ta để đuôi, như con này thì hay để đuôi, còn có những con thì vừa mới sinh ra đã bị thắt đuôi, thì nó cũng có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng. Đó, mình nuôi chơi và mọi người vẫn khuyên là nên để đuôi, nó giống bản chất của cái bản năng tự nhiên của con chó. Nhưng mà đối với mọi người nuôi thì trong cái lĩnh vực mà chiến đấu bảo vệ thì người ta lại hay cắt đuôi đi, bởi vì đuôi cũng là một cái điểm yếu của
giọng cơn chó Rottweiler này các bác nhé. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này. Hãy đăng ký subscribe ủng hộ kênh cho em nhé. À, nếu mà các bác thích về cái dòng chó này thì hãy chia sẻ để cho nhiều người được biết. Và đặc biệt là các bác có những cái hỏi đáp gì về dòng Rottweiler này thì cũng có thể liên hệ với em. Đó, em sẽ giải đáp với bác. Còn ở những video này thì em nuôi với mục đích là chia sẻ thôi, chứ không mang tính chất thương mại hóa trong những cái quá trình làm video này các bác nhé. Đó, các bác nhìn chưa? Mục đích là cho các bác thấy một dòng chó rất là tốt, hăng say làm việc. Đó, các bác nhìn chưa? Nó hăng lắm ạ. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Bye.